Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương cho rằng xung đột Israel và Iran sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu. Iran là nước có sản lượng xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ ba trong khối OPEC, đặc biệt eo biển Hormuz nằm sát Iran nếu bị đóng cửa vì xung đột leo thang sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung năng lượng, điều này sẽ dẫn đến giá dầu tăng mạnh. Khi đó, lạm phát tiếp tục tạo áp lực cho các nước châu Âu và Mỹ. Nếu lạm phát không hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không sớm giảm lãi suất khiến đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh. Chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và đồng đô la Mỹ lúc này đang gây áp lực căng thẳng tỷ giá Việt Nam mà nếu có những biến động mạnh hơn, ngân hàng nhà nước sẽ rất vất vả trong công tác điều hành chính sách tiền tệ. Ngoài ra, lạm phát vẫn duy trì ở các nước châu Âu sẽ khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam nên các đơn hàng xuất khẩu vẫn sẽ gặp khó và sẽ dẫn đến việc nhà máy sản xuất cầm chừng, nhân công thiếu việc, người dân siết chặt chi tiêu tiêu dùng càng tạo sức ép lớn hơn nữa cho các công ty sản xuất. Ông Phương nói, trong suốt thời gian vừa qua, kinh tế toàn cầu nhiều biến động đã tác động đến Việt Nam, nhưng chính phủ đã điều hành hết sức linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm với nhiều giải pháp sáng tạo và thiết thực, do đó kinh tế Việt vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, các cân đối vĩ mô vẫn đảm bảo. Cuộc xung đột lần này với nhiều thách thức khó khăn hơn, nhưng các cơ quan chức năng sẽ không chủ quan mà có các công tác điều hành dựa trên các kinh nghiệm trước đó, sẽ hợp lý, hiệu quả và hài hòa nhằm mục tiêu ổn định và tăng trưởng nền kinh tế tiến sĩ cấn văn lực nhận định để giải tỏa các áp lực căng thẳng địa chính trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế việt nam khai thác tốt hơn các động lực tăng trưởng mới và cũng là xu thế tất yếu toàn cầu như kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong điều hành phối hợp chính sách, đặc biệt là giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô, bình ổn tỷ giá thị trường tài chính tiền tệ, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm có tính lan tỏa cao. phó giáo sư tiến sĩ phạm công hiệp đại học torrid việt nam đánh giá với những lợi thế về kinh tế vĩ mô hiện tại thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát tốt được tỷ giá trong năm nay năm nay câu chuyện vẫn sẽ là làm thế nào để có thể thúc đẩy được tăng trưởng tín dụng tăng trưởng kinh tế hơn là bài toán tỷ giá có thể thấy rằng ngân hàng nhà nước đã xây dựng một lượng dự trữ ngoại hối đáng kể giúp tăng cường khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định tỷ giá điều này là một trong những yếu tố cốt lõi giúp ngân hàng nhà nước duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt trong bối cảnh tỷ giá có biến động Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng nhà nước có thể áp dụng một loạt các biện pháp chính sách tiền tệ linh hoạt để đảm bảo lạm phát ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất chính sách và sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ. Sự linh hoạt này cho phép ngân hàng nhà nước cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục duy trì cán cân thương mại tích cực và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra nguồn cung ngoại tệ dồi dào, điều này góp phần vào việc ổn định tỷ giá và cung cấp thêm dư địa cho chính sách tiền tệ nới lỏng. Một quan chức Israel xác nhận với CNN hôm 15 tháng 4 rằng cuộc họp của nội các chiến tranh Israel đã kết thúc. Các quan chức cho biết nội các chiến tranh Israel đã họp để thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả của tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, nội các chiến tranh cũng đang cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Theo Times of Israel, Channel 12 đưa tin một số phương án đã được thảo luận, trong đó mỗi phương án đều là một cuộc tấn công đáp trả đau đớn nhằm vào Iran nhưng không dẫn đến chiến tranh khu vực. Channel 12 cho biết nội các chiến tranh Israel cũng đang hướng tới việc lựa chọn một phương án đáp trả mà không bị Mỹ ngăn cản. Hai quan chức Israel cho biết ông Benny Gant, một thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh Israel, đã thúc đẩy việc đáp trả nhanh chóng hơn cuộc tấn công của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Trong khi đó, ông Gantz tin rằng Israel càng trì hoãn hành động, nước này sẽ càng khó nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong một cuộc tấn công như vậy. Nhiều quốc gia đã cảnh báo Israel không nên leo thang tình hình hơn nữa bằng biện pháp quân sự. Theo CNN, chính phủ Israel hiểu rằng họ đang nhận được sự ủng hộ và đồng lòng quốc tế từ các đồng minh và không muốn lãng phí điều đó. Đồng thời chính phủ Israel nhận ra rằng họ không thể cho phép cuộc tấn công đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel mà không bị đáp trả. Một quan chức Israel cho biết, trong số các lựa chọn quân sự được cân nhắc nội các chiến tranh đang xem xét một cuộc tấn công vào một cơ sở của Iran nhằm gửi đi một thông điệp tới Tehran nhưng tránh gây thương vong. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng John Kirby hôm nay thông báo Tổng thống Joe Biden đang tập trung vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Iran vào Israel chuyển thành một cuộc xung đột toàn khu vực với quy mô lớn hơn. Khi được hỏi Nhà trắng có đưa ra quan điểm là Israel không nên trả đũa hay không, ông Kirby nói rằng điều đó cuối cùng tùy thuộc vào chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Mỹ muốn thấy căng thẳng giảm leo thang. Ông Kibai nói thêm, chúng tôi tôn trọng quá trình ra quyết định có chủ quyền của họ. Điều chúng tôi muốn thấy là giảm leo thang căng thẳng. Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh rộng hơn. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirat Dolahian nói với người đồng cấp Anh hôm 15 tháng 4 rằng Iran không muốn căng thẳng gia tăng, nhưng sẽ đáp trắng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa. Iran đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tự sát. Động thái này nhằm trả đũa cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán nước này ở Damascus City hồi đầu tháng khiến một sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng. IDF tuyên bố đã bắn hạ 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Giới chức Israel cho rằng đây là thành công lớn. Theo Guardian trong ngày 14 tháng 4, ông Trump đã có những bình luận chỉ trích tổng thống Biden sau cuộc không kích quy mô lớn của Iran nhắm vào Israel. Cựu tổng thống Mỹ cho rằng chính quyền đương nhiệm đã thể hiện sự hạn chế ở Trung Đông. Ông Trump nói trong sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, Israel bị tấn công vì Mỹ cho thấy sự yếu kém. Sự yếu đuối này không thể tin được và sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là tổng thống. Sau phát biểu ở Pennsylvania, ông Trump đã đăng tải thông điệp ủng hộ Israel trên mạng xã hội Twitter. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đề cập lại tuyên bố cứng rắn gửi tới Iran vào năm 2018. Ông Trump nói, vào năm 2018, sau khi ông Rouhani cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran, gửi tới tổng thống Iran Rouhani, đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa nếu không muốn nếm trải những hậu quả nặng nề. Trong thời gian nắm quyền, ông Trump đã có nhiều động thái mạnh với Iran, cựu tổng thống Mỹ là người đã ra lệnh ám sát một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi ta là IRGC ở Iraq, đồng thời rút Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân với Iran. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích tổng thống Biden về cách tiếp cận mềm mỏng với Iran. Về phía ông Biden, tổng thống Mỹ đương nhiệm khẳng định rằng cam kết của Mỹ đối với Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn vững chắc. Ngoài ra, ông Biden đã có cuộc điện đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm tránh nguy cơ leo thang quân sự ở Trung Đông. Nguồn tin của tờ New York Times tiết lộ, ông Netanyahu đã đồng ý hủy kế hoạch trả đũa Iran sau cuộc điện đàm. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirat Dolahian hôm 14 tháng 4 cho hay Iran đã thông báo cho các nước láng giềng và đồng minh của Israel là Mỹ trước 72 giờ rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công, động thái có thể giúp ngăn chặn phần lớn cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ đã nói chuyện với Washington và Tehran trước vụ tấn công, đồng thời cho biết đã truyền tải thông điệp với tư cách là bên trung gian nhằm đảm bảo các phản ứng tương xứng một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Iran cho biết phản ứng này sẽ là phản ứng đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán của họ ở Damascus và sẽ không vượt quá điều này. Chúng tôi đã nhận thức được khả năng vụ tấn công diễn ra. Diễn biến này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận tuyên bố của ông Amira Dolahian khi cho rằng Washington đã liên hệ với Iran thông qua bên trung gian Thụy Sĩ, nhưng không nhận được thông báo trước 72 giờ. Theo hãng tin Reuters, quan chức này nói, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Họ không đưa ra thông báo, cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc đây sẽ là mục tiêu. Vì vậy, hãy sơ tán. Quan chức này cho biết, Tehran chỉ gửi cho Mỹ thông điệp sau khi cuộc tấn công bắt đầu và mục đích là có sức tàn phá cao, đồng thời cho rằng Iran đưa ra thông báo để che đậy sự xấu hổ trước thất bại của cuộc tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều khẳng định Iran đưa ra cảnh báo sớm về vụ tấn công vào tuần trước. Hai nguồn tin của Iraq bao gồm một cố vấn an ninh chính phủ và một quan chức an ninh cho biết, Iran đã sử dụng các kênh ngoại giao để thông báo cho Baghdad về vụ tấn công ít nhất 3 ngày trước khi nó xảy ra. Thời điểm chính xác về cuộc tấn công không được tiết lộ vào thời điểm đó, nhưng việc thông báo vài giờ trước cuộc tấn công cho phép Baghdad đóng cửa không phận và tránh tai nạn chết người. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo các nước G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran và tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn sự leo thang không thể kiểm soát trong khu vực ở Trung Đông. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 14 tháng 4, nhà lãnh đạo G7 kêu gọi Iran kiềm chế